Dạ, sao làm giống nít vậy trời? Lâu quá mới thấy trái sầu riêng rụng. À, trái sầu riêng bự hơn cái mặt của ông nữa nè. Ba chú này mà đi chơi vậy là chủ yếu là lấy cái phong ở dưới. À, có cái chòi ở vô đó cũng đẹp đẹp. Cái quán này chỗ này hay hay. À, giống như mấy cái quán mà ở bên Sapa ở Tây Bắc nó làm mấy cái quán đẹp đẹp ngay mấy cái đồi mấy cái dốc lớn đó này có mấy cái quán gì. Đây sầu riêng Bảo Lộc này bà con đó. Anh Long ảnh từ Pháp về ảnh đi kiếm mua sầu riêng nào lên tới đây mới gặp nè. Lên tới đây mới gặp được ba trái. Trái này là quá trời nè. Mà chủ người ta chưa chịu bán nè. Trái quá trời luôn. Sầu riêng chín hỏi bán không nơi chủ quán nó không bán nè. Lại bán lại trái. Hửi rồi có mùi thơm không? Trai, à, đi du lịch chơi, đi tới đâu quay tới đó. Tụi con ở đâu tới đây vậy? Phan Thiết nè. Chú Phan Thiết hả? Chú ở dưới Phan Thiết mấy ngày rồi, bữa nay chạy lên đây. Đi đâu có được sướng như chú đi du lịch đâu. Trời ơi, hồi còn trẻ anh ta cũng làm lắm, mới bây giờ mới đi được. Đi được vài năm nữa là hết đi rồi nè. Tụi con đi bán đất. Tụi con mua bán đất hả? Đi làm ăn chứ đâu có đi chơi đâu tụi con á. Dạ, sao làm giống nít vậy trời? Lâu quá mới thấy trái sầu riêng rụng. À, trái sầu riêng bự hơn có mặt của ông nữa nè. Ba chú này mà đi chơi vậy là chắc hồi nhỏ là cũng thân thiết lắm à. Đâu bây giờ không cần thân thiết, bây giờ mà thấy mà thích thì đi rủ nhau đi. À, nguyên cái bằng xe mô tô phần khối lớn. À, xe này xe phần khối lớn không mình nè, 1250. À, loại phần khối lớn không mình. Sao bà kêu tôi hoài á, tôi không kịp chụp luôn á bà Dung. Nè, xe ngầu ngầu luôn. Chiêu mà không chịu học chụp. Cà phê đầu sim ở xã Đam My.
xây con cái hồ, trong hồ diễn biết. Nó để hồ gì vậy? Nó để hồ gì? À, đập tràn Hàm Thuận. Nguyên cái này là nước không à. Cái này nó chạy qua tuốt bên kia lần à. Ủa Hàm Thuận vậy nó còn của Phan Thiết sao ta? Bình Thuận hả? À. Cái này là đập tràn, nó giữ nước lại thôi. Nói chụp hình gì chụp đi, mấy cảnh này không chụp, chụp ba cái gì đâu không vậy trời. Cảnh này chụp đẹp nè. Đường này đi đâu nữa không biết. Đấy, cây này cây sầu riêng nè. Cái này còn trong Bình Thuận. Cây số nữa tới Lộc Nam. Xây có cái hồ, trong hồ gì không biết. Nó để hồ gì vậy? Nó để hồ gì? À, đập tràn Hàm Thuận. Nguyên cái này là nước không à. Cái này nó chạy qua tuốt bên kia lần nè. Ủa Hàm Thuận vậy nó còn của Phan Thiết sao ta? Bình Thuận hả? À. Cái này là đập tràn, nó giữ nước lại thôi. Nói chụp hình gì chụp đi, mấy cảnh này không chụp, chụp ba cái gì đâu không vậy trời. Cảnh này chụp đẹp nè. Đường này đi đâu nữa không biết. Đấy, cây này cây sầu riêng nè. Xây có cái hồ, trong hồ diễn biết. Nó để hồ gì vậy? Nó để hồ gì? À, đập tràn Hàm Thuận. Nguyên cái này là nước không à. Cái này nó chạy qua tuốt bên kia lần nè. Ủa Hàm Thuận vậy nó còn của Phan Thiết sao ta? Bình Thuận hả? À. Cái này là đập tràn, nó giữ nước lại thôi. Nói chụp hình gì chụp đi, mấy cảnh này không chụp, chụp ba cái gì đâu không vậy trời. Cảnh này chụp đẹp nè. Đường này đi đâu nữa không biết. Đấy, cây này cây sầu riêng nè. Cái này chắc mấy cái bè nuôi cá nè. Ở đây là đập tràn Hàm Thuận. Nó thuộc Bình Thuận hả? Nó thuộc tỉnh Bình Thuận hả Sơn? Dạ chắc cơ, chắc không bằng hơi. Ở dưới này chỗ này chắc nó dịch vụ du lịch ăn uống gì dưới này.
tới có ghen tiền tùm lum lắm. Lấy cây này cây sủi riêng không nè. Ở bên kia cũng giữ, bên kia nguyên một vườn sầu riêng của anh. Dưới này nó có con suối, ở dưới này nghe tiếng nước suối chảy. À đây nè, đây nhìn thấy con suối nè. Đâu nước suối chảy đây mà ở đây nó đẹp rồi, nó có cái, nó có cái đồi rồi có người ta cắt nhà ở trên đó, có cái nhà chỗ này, cái chồng nhà này. Mấy năm gì trước, năm sáu năm gì trước tôi cũng qua đây nè. À, thấy cái chồng nhà nè, tôi khoái nè, nó ở trên đồi á, ở phía dưới là suối, à, phía dưới là suối nó đang chảy. Thấy chồng nhà nè.